Chiều qua tại Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã diễn ra cuộc họp báo kế hoạch training về digital giữa Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình Đồng Nai và công ty cổ phần tập đoàn MCV. Cuộc họp tập trung bàn về thực trạng digital của đài và cách thức xây dựng kênh đạt hiệu quả. Theo đó, hiện nay kênh của đài thường xuyên bị vi phạm bản quyền nhạc, kênh có gần 800 video bị hạn chế kiếm tiền. Nội dung kênh chủ yếu là về tin tức trong nước, dự báo thời tiết và một bản tin về chăm sóc sắc đẹp. Kênh không sử dụng live stream, clip short, story và tag cộng đồng. Thời lượng video từ 30 giây đến 3 phút cho tin vắn và trên 10 phút cho bản tin dài. Số lượng đăng tải từ 2 đến 6 tin một ngày, v.v. Do đó, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu của khán giả, việc phát triển kênh là rất cần thiết. Trước thực trạng này, Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã trình bày cụ thể kế hoạch phát triển kênh YouTube, phương pháp triển khai về nhân sự và đầu tư trang thiết bị. Tại cuộc họp, Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình Đồng Nai và công ty cổ phần tập đoàn MCV đã tiến hành ký kết phối hợp thực hiện phát triển kênh theo kế hoạch.